biệt đội đèn lồng này mới kinh này. Đây, đúng rồi, đây. Quang ơi, đèn lồng này ở dưới. Đèn lồng này, chúng ta chú Lân, chú này. Loại đèn lồng này đúng là đúng là chỉ ở đây mới có ở đâu ra. Cua đâu đứng này? Ở đây, sao còn đây? À, đèn lồng đẹp đấy, đèn lồng này mới tỉnh nè. Đây. Đây, chưa bật được. Đội này đang thắp đèn lồng à? Đang thắp đèn lồng. Trời ơi. Ôi, đừng ở kia. Rồi, tốt rồi. Thánh thánh của chị đem à, chú Lân ơi, mang cháu chai nước đấy. Khát uống luôn. Chú mang thêm bật lửa nữa khi nào con cháu sợ quả đèn lồng này mới kinh. Lồng này nó ngoài đèn đẹp lắm thế, đèn lồng của chú Lân này. Đèn lồng của chú Lân. Đèn người ta như vậy. Đèn siêu to khổng lồ. Đèn này sao đắt ướt mà không sáng vậy? Chúng mày bây giờ đi ra sau làng để đốt đèn đấy. Thôi mang ra thế nào. Sao vậy? Nên cái này bị gầy rồi. Chưa lâu đầu lên. Rồi. Rồi. Đèn lồng này tịt tịt đấy rồi. Năm ngoái quân này có cái quả đèn lồng này mới mất đi. Làm bằng lô bia. Chết mất rồi. Quang không sắp à? Lấy đèn à, quên lấy lửa của Quang mà để sang đục thôi. Đừng cho cái đục kia vào Quang rồi. Sang được rồi đây. Tiến chị đốt cho, bỏ ra chị ấy chị đốt cho. Ừ. Đây đây. Cầm lên để cho chúng. Cái nó cứ bỏ nó nằm ra được không gì đâu. Cứ bỏ nằm ra không gì đâu mà. Cứ bỏ quả nằm ra không gì đâu mà. Chung thu rước đèn đi chơi, đúng rồi, em rước đèn đi thắp đèn đường. Ê, đúng vậy, thụt xuống này. Rồi, mấy cái đạn đèn này còn thua. Đúng vậy. Đốt vào cái này đi. Không được, thụt, thụt nến. Còn nến không? Ở trong còn, nhà hành còn lấy nến. Còn nến hay, còn cóc cái hay. Là gì có, còn nhưng mà nến nó bị ấy rồi, nó cháy, nó bị lấp mất. Thụt đúng không? Nó lấp mất ấy rồi. Đúng rồi.